ca sĩ từng mang bao tải đựng tiền cát xê này bị chê nghỉ hát là vừa. Trước bình luận tiêu cực từ fan, nam ca sĩ này có phản ứng gây bất ngờ. Ca sĩ Ưng Hoàng Phúc vừa chia sẻ ảnh chụp màn hình với nội dung là bình luận của một khán giả khuyên anh nên nghỉ hát. Tài khoản này dùng nhiều từ ngữ nặng nề, miệt thị nam ca sĩ 1981 rằng mất chất giọng trong, hát khàn đục ngang như cua, thân hình nặng nề, mặt phình to, vũ điệu chẳng giống ai. Ngoài ra, khi so sánh Ưng Hoàng Phúc với Lam Trường, Tuấn Hưng thì khán giả này cũng nhận định anh kém xa, không có chỗ đứng, thất bại toàn tập. Ưng Hoàng Phúc nhẹ nhàng phản hồi trước bình luận tiêu cực của khán giả. Đối diện với những nhận xét trên, Ưng Hoàng Phúc nhẹ nhàng nhắn nhủ, cảm ơn bạn có những góp ý với Phúc. Chúc bạn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Theo Ưng Hoàng Phúc, vợ anh, cựu siêu mẫu Kim Cương, đã bật khóc khi đọc được bình luận trên. Vợ tôi đã nằm khóc, thương cho chồng, ca sĩ chia sẻ. Cách ứng xử tinh tế, nhẹ nhàng của Ưng Hoàng Phúc trước bình luận tiêu cực từ anti-fan đã nhận về nhiều lời khen ngợi của khán giả. Nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ sự đồng cảm và khuyên nam ca sĩ nên chuyên tâm vào công việc, chăm sóc gia đình hơn là quan tâm những thị phi, ồn ào trên mạng xã hội. Ưng Hoàng Phúc và bà xã Kim Cương. Ưng Hoàng Phúc có hơn 20 năm đi hát. Giọng ca thà rằng như thế, kể với chúng tôi, thời nổi đình đám, anh phải đi lưu diễn suốt hơn 3 tháng liên tục qua các tỉnh thành trên cả nước. Trong đó, một đêm hát ít nhất 3 điểm ở các thành phố lớn, nhiều chỗ phải hát 5, 6 điểm. Các xê của nam ca sĩ cũng tăng theo ngày. Cứ sau mỗi một đêm diễn của anh, bầu sâu phải đem vài bao tải đi chỉ để đựng tiền và phải huy động mười mấy người để đến. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Ưng Hoàng Phúc bị chấn thương, ngồi xe lăn. Anh phải tạm ngưng sự nghiệp để chuyên tâm điều trị. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.